Phật dạy như sao?
mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống chết kết thúc, tiền kiếp họ sẽ đi nhận lãnh quả thiện ác, ác nghiệp đọa địa ngục, thiện nghiệp lên thiên giới. Do vậy phải là lành tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm bảo cứu cho người. Thưa quý vị, Đức Phật dạy chúng ta phải xem biết nước Tô Sa La trong thời Đức Phật là mọi chúng sanh sẽ chết. Những người đang còn đây thì người dạy ăn ở cũng chết thôi, để chết. Cho nên quý vị nào tu đề phòng niệm sự chết thì cái người này không sợ chết. Cái thường xuyên niệm và chúng tôi có thời gian tu niệm về sự chết thế này an lạc lắm. Tôi nghĩ cái lúc nào cũng niệm sự chết, sự chết, sự chết, sự chết, sự chết. Khi niệm về sự chết thì cái tâm của mình nó an lạc này. Tôi quá ngại khi mình niệm sự chết thì chắc tự nhiên tâm nó thay đổi lên. Chứ không phải niệm sự chết thì mình không chết. Mình niệm sự chết như mình sống. Nhớ, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Nhớ quý vị đừng có niệm tôi muốn chết, tôi muốn chết, tôi muốn chết, tôi muốn chết. Ai khác. Nhưng tôi muốn chết thì không phải vì gì đó mình chết. Chết tại đó là cái gì ngọn cái cửa đó chỉ gần thôi, cái ngọn cái cửa chắc cái cửa đó cửa đó lên có cho nó vô, ngọn cái cửa đó vô trong không, rồi sát cái mai, rồi sát cái mai, cái cái ngọn cái cửa, cửa là cái chỗ đó không qua đâu đi ra vô luôn. Kính thưa quý vị, như vậy thì tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Nó khác là niệm tôi muốn đừng quên là tôi sẽ chết, tôi sẽ chết. Khi mình niệm tôi sẽ chết, cái tâm là nó thay đổi liền. Đang buồn là buồn, đang giận là giận, đang phiền não là phiền não, đang hơn thua là hơn thua. Nghe chưa? Mạng sống chết lên thôi, đúng không? Bây giờ còn có sự nghiệp nữa là vĩ đại nữa là cuối cùng chết cũng phải cuối cùng. Bây giờ biết là những khi sáng lập cái vùng này là ngày năm 63 cũng là ngày dương tính rồi. Chúng tôi năm nay là 64 của dương năm. Mấy người đi trước thì sao mà đi sống chạy chứ? Gọi là sống theo chứ. Bởi vì thiên tâm thì cả sẽ chết. Tiền kiệm họ sẽ đi, chết đi, không phải là hết, hết cuộc kiếp này không?
mà tùy nghiệp mà sẽ đi đâu nhận mà lãnh quả thì khác. Cho cái con mà thì lãnh nó lẽ chết rồi là thiệt mới lãnh cái quả, quả ác hay là thiệt ác là cũng nhiều nữa, nhưng mà thiệt cũng phải nhiều để mình khi chết đi á lãnh được cái quả thiệt. Yeah.
chúng con là nhìn theo lẽ đạo, được cũng nhìn theo lẽ đạo. Chúng con xin hồi hướng và hướng báo thân cao này đến cụ điện thượng tổ, ông bà cha mẹ, cao bằng kỷ thuộc, rồi ngoài hai bên của chúng con là bảo quản. Chúng con xin nhân những thực phẩm này gọi là lễ khai tâm, lễ lập đá, có cả các món ăn phụ tùng, xin nhân cường đến chi tâm, xin khẩn chứng minh. Cầu xin nhân phụ điện thượng tổ, ông bà cha mẹ, cao bằng kỷ thuộc, và gọi hai bên của chúng con đã hoàn toàn. Điều hay biết rằng phước báo của lễ khai tâm, lễ lập đá này về phần các vị đó, và cầu xin cho các vị đó được đem đến thờ tùy ý. Khi đã học rồi thì được thoát khỏi nhiều đau khổ, được kết quả là người quả trời cùng đạo quả niết bàn, và sẽ được theo như ý muốn của cụ hiền thất tổ, ông bà cha mẹ, ông bằng mỹ phụ, rồi ngoài hai bên của chúng con đều bảo vệ. Do trên năm lần phước báo chạy vào không dứt, lần thứ nhì, lần thứ ba, kính bạch chư đại đức tăng, chúng con xin thành kính nhân phương tiện từ phục vụ này, đến chư đại đức tăng, thành thay bạch đại đức tăng, cầu xin chư đại đức tăng ban thị những hạnh quả đại nguyện phương tiện từ phục vụ này cho chúng con cùng các bạn vị thượng còn hiện tại được sự lễ, sự tiến hóa, sự ca vui lâu dài lần thứ nhì, lần thứ ba. Xin quan tâm.
Amen.